Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhắc đến Dung Hà thì rất nhiều người đã nghĩ ngay đến những bí ẩn về các người tình cả nam lẫn nữ đã đi qua cuộc đời của nữ quái này. Và đặc biệt là đám tang có 102 mà tại thời điểm đó, tất cả những đàn anh đàn chị có máu mặt ở đất Bắc không ai là vắng mặt trong đám tang. Chi tiết vụ việc ra sao, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi ngay dưới đây. Thưa quý vị, nhắc đến những giang hồ nổi tiếng Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên Dung Hà. Dung Hà, nữ giang hồ từng làm mưa làm gió ở Hải Phòng, đã phải kéo đàn em tháo chạy khỏi đất cảng sau cuộc ngã giá bất thành với H88. Cuộc ngã giá thất bại. Ít ngày sau, Dung Hà cùng đệ tử tiến vào Sài Gòn. Tại đây, Dung Hà nhanh chóng vươn lên, chọn ghế cao cho mình trong hoạt động cờ bạc, bảo kê, để rồi bị chính thế giới ngầm tiêu diệt. Tháng 8 năm 2000, do hết cửa làm ăn ở miền Bắc, Dung Hà đành phải dẫn đàn em dạt vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, đứng đằng sau Dung là Minh Sứt, một chùm buôn lậu ma túy. Chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, nhưng Dung Hà đã bộc lộ rõ bản chất của kẻ giang hồ, muốn chia phần lãnh địa với ông trùm Nam Cam. Sau những đòn quậy phá, Nam Cam như giải phân người cho đến tổ chức chém nhau, ném mắm tôm, thả rắn tại sòng bạc. Dung đã được ông trùm nhượng bộ cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của Hải Bánh, đã được Nam Cam giúp đỡ nhiều, nhưng Dung vẫn liên tục ra yêu sách, quậy phá việc làm ăn của ông trùm. Ngay cả Hải Bánh, ngày trước từng đi theo Dung, vậy mà nay cũng bị Dung quậy vì Hải đã trở thành đệ cứng của Nam Cam. Không thể nhẫn nhịn với Dung nữa, Nam Cam tìm gặp Hải Bánh và ra lệnh. Chú ở gần Dung Hà thì biết tính nó rồi. Nó muốn làm gì là làm, chứ có nể ai đâu. Điều đình không được thì chú tự tính, anh không muốn thấy mặt nó nữa. Ngày 29 tháng 9 năm 2000, Hải gọi điện thoại triệu tập Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường đến kể chuyện bị Dung quậy phá và bàn cách trả thù. Khoảng 0 giờ 20 ngày 2 tháng 10, Hưng bắn chết Dung ngay tại trước số 17 Bùi Thị Xuân. Cái chết của Dung Hà khiến giới giang hồ khắp trong Nam ngoài Bắc choáng váng. Trong lúc nhiều đệ tử thân tín của bà trùm hạ quyết tâm trả thù, một trong những chuyên án truy quét tội phạm xã hội đen lớn nhất trong lịch sử hình sự nước nhà cũng được cơ quan công an tiến hành. Dân giang hồ khắp cả nước, đặc biệt là Hải Phòng, coi đêm Dung Hà bị bắn chết là một đêm lịch sử. Sau khi cô em chết, Minh Sứt đã chỉ đạo đàn em tắm gội sạch sẽ, sức nước hòa, mặc quần áo mới tinh tươm rồi mời thầy cúng đến khâm liệm cho Dung Hà. Đến nay, người dân ở thành phố Cảng vẫn cho rằng đám tang của bà trùm này là đám tang có 102 về cả mức độ hoành tráng lẫn số người tham dự. Gần như không một đàn anh đàn chị giang hồ có máu mặt nào ở miền Bắc vắng mặt trong đám tang đó. Minh Sứt chứng tỏ mình là một đàn anh đích thực khi vung tiền không tiếc tay thuê hẳn một chiếc máy bay chở xác Dung Hà về Hải Phòng. Tại sân bay Cát Bi Hải Phòng, tất cả đàn em của bà trùm đều có mặt để đón linh cữu bọc quan tài kẽm của chị cả. Đám tang của Dung làm người ta liên tưởng đến đám tang trong tiểu thuyết của các bố già mafia trên thế giới. Rất nhiều nhà sư, thầy cúng được mời đến để cầu siêu cho Dung Hà. Quan tài của Dung được đắp hoa rực rỡ. Dọc con phố Trạng Trình vào nơi tổ chức đám tang tại nhà Dung, cánh đàn em đứng thành hai hàng dọc, mặc đồng phục đen. Đệ tử người quen đến đưa tang cứ nối hàng kéo dài từ phố Trạng Trình đến tận nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, khoảng 2 km. Người đến đưa tang ai nấy đều trong trang phục vest đen, cài hoa hồng trắng ở ngực áo. Mắt đeo kính đen, đi trên xe ô tô cũng màu đen, chỉ vòng hoa là trắng. Trước giờ đưa bà trùm về nơi an nghỉ cuối cùng, Minh Sứt đã chỉ đạo đàn em đứng dọc các tuyến phố có xe tang đi qua. Quãng đường từ cầu rào tới Nghĩa Trang Ninh Hải cũng bị phong tỏa. Một đoàn xe hơi màu đen láng cóng xếp dài cả cây số trên phố, chậm chậm đi sau xe quan. Phía sau là đoàn người dài kín phố. 14 năm trôi qua, sau đám tang đình đám một thời, phần mộ của bà trùm khét tiếng một thời vẫn thường xuyên có người ghé thăm. Người quản trang cho biết, mộ cô Dung vẫn thường xuyên có nhiều người thăm viếng, đặc biệt ngày rằm mùng 1 thì không khi nào thiếu. Khu vực có mộ của Dung Hà hiện là bãi đất trống. Trước đây khu đó là nơi chôn cất trước khi cải táng. Người ta cải táng hết rồi, chỉ còn lại đúng hai ngôi mộ, một chôn năm 2005 và mộ cô Dung chôn từ năm 2000, người quản trang cho biết. Đặc điểm nổi bật và dễ nhận biết nhất của ngôi mộ này chính là hai cây cau vua trồng hai bên.
Theo lời của người quản trang thì hai cây cau được trồng chỉ vài ngày sau đám tang của bà Trùm. Ngoài ra còn có một cây mai vàng được đệ tử của Dung mang đến trồng vào khoảng 6 năm trước. Trên tấm bia mộ có mái tre ghi tên Vũ Hoàng Dung và ngày mất. Bát hương cắm đầy chân hương và những loại thuốc lá đắt tiền. Hai bình hoa trước mộ hoa vẫn tươi, chứng tỏ có người mới đến. Sau ngày Dung được chôn cất, hàng ngày vẫn có rất đông đệ tử của chị cả tới thăm nom. Về sau số người tới viếng mộ có ít hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tốp, khi thì hai người, lúc thì ba người tìm đến. Toàn là những người xăm trổ, dáng vẻ hầm hố nên nhìn qua đã biết là dân giang hồ. Họ bao giờ cũng mang hoa tươi, hoa quả ngon và thường để lại luôn chứ không mang về. Một nhân viên của Nghĩa Trang cho biết. Ngoài những bạn hữu và đàn em năm xưa của Dung Hà, thì người trong gia đình thường xuyên đến thăm mộ Dung chính là Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, chị ruột của Dung. Oanh cũng là một chị cả sừng sỏ trong giới bài bạc. Lễ thanh minh năm vừa rồi, Oanh Hà có dẫn hai người con đến trước mộ em gái, nói lời từ biệt để đi xa. Tháng 7 vừa qua, Oanh đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt khi đang tham gia đánh bạc sóc đĩa tại thành phố Đà Lạt. Khi bị công an bắt, Oanh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và cứng đầu. Lúc bị trinh sát dẫn giải đến khách sạn lưu trú để khám xét, Oanh luôn ngó nghiêng tìm cách trốn thoát nhưng bất thành. Khám xét người của Oanh, công an tìm thấy giấy chứng minh nhân dân đã cũ mang tên Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà. Oanh kể, từ khi em gái bị bắn chết, cô ta giữ lại giấy chứng minh nhân dân này và luôn mang trong người. Thấy cán bộ chưa trả lại, Oanh còn hù. Cán bộ mà giữ lại, đêm đến Dung nó về đứng trước đầu giường. Nó làm thế này, thế này. Oanh giơ tay giả làm ma hù dọa, khỏi ngủ nổi đó. Oanh là người chăm nom tích cực nhất cho mộ phần của em. Ngoài việc thường xuyên đến thắp hương, Oanh cũng chi tiền hậu hĩnh cho lực lượng quản trang để luôn giữ cho cỏ trên mộ Dung được xanh tốt. Oanh từng tiết lộ, việc làm này là theo ý nguyện của Dung dặn lại trước ngày chết. Theo đó bà Trùm có trăng trối là phải giữ cho mộ của mình luôn được xanh mồ tốt cỏ. Ngoài ra còn phải trồng hai cây cau ở hai bên. Đó là hai cây cau vua, hình dáng phình to giống như chai champagne, vừa sang trọng vừa lấy bóng dâm. Phần mộ cũng không được xây mà trồng cỏ lên trên để cho âm dương điều hòa. Thông thường với các phần mộ khác thì chỉ 3 đến 5 năm sẽ được gia đình cải táng. Thế nhưng mộ của Dung vẫn nằm nguyên sau 14 năm. Lý giải về điều này, ông trưởng ban quản lý Nghĩa Trang cho biết, lúc chôn cất chúng tôi đã tháo quan tài kẽm ra. Tuy nhiên do thi thể được tiêm phóc môn để bảo quản nên thời gian chờ cải táng phải kéo dài hơn. Một lý do nữa là do không có người thân đến lo liệu làm thủ tục. Năm 2013, cô Oanh có đăng ký, nhưng rồi lại lùi lại tới tháng 11 năm nay. Dự kiến sau khi được cải táng, phần mộ của Dung Hà sẽ được gia đình đưa về quê ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thế nhưng, với việc Oanh Hà mới bị bắt giữ gần đây, thì kế hoạch kia vẫn chưa được biết khi nào mới được thực hiện. Trong quá trình hành tẩu giang hồ, Dung Hà đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Lúc còn sống, Dung rất được đàn em nể phục. Vì bà Trùm này sống rất có tình có nghĩa, chỉ thích xé vé kẻ mạnh mà không bao giờ hiếp đáp kẻ yếu. Có lẽ vì thế mà đến nay tên tuổi của Dung Hà vẫn được đặt trang trọng trong lòng của dân giang hồ đất cảng. Một vị tướng công an, người có 10 năm giữ chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng nói về bà Trùm này. Đó là người phụ nữ bản lĩnh, biết sống và chăm sóc, yêu thương người yếu thế hơn mình. Giá như đi đúng hướng, cuộc đời người phụ nữ này sẽ làm được nhiều việc có ích cho xã hội, chứ không phải là bà Trùm tai tiếng. Khét tiếng trong giới giang hồ, nhưng Lệ Hải, tên thật là Vũ Thị Bảo, lại xuất thân trong một gia đình gia giáo, châm anh. Trường lớp không hấp dẫn thiếu nữ bằng những tiếng nhạc sập sình trong các vũ trường. Lấy xong bằng tú tài 1, cấp 2 hiện nay, cô bỏ học. Tối nào Lệ Hải cũng ngồi xe Toyota ngắm phố cùng với Đức Raymond, một tay chơi lừng danh và bạn thân với đại ca Thay, hoặc sánh bước cùng công tử Bạch Tuyết. Thiếu gia một gia đình giàu có gốc hoa ở chợ lớn trong các vũ trường. Lệ Hải là cô gái thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trời phú cho tính cách mạnh mẽ. Chính vì thế người tình cô chọn cũng phải mạnh mẽ, đội trời đạp đất, danh tiếng lẫy lừng, uy thế trùm thiên hạ. Lệ Hải thường đi chơi với Đức Raymond, công tử Bạch Tuyết cũng là vì lý do này. Chẳng phải hai gã này lắm tiền hoặc đủ tiếng tăm để làm thay đổi tiêu chuẩn bạn trai của ả. Đơn giản,
họ chính là cơ hội để yêu nữ tiếp cận thần tượng là tướng cướp Đại Ca Thay. 17 tuổi, Lệ Hải đã thực hiện được ước mơ của mình. Vào một buổi tối đi cùng Đức Raymond đến nhà hàng Mỹ Cảnh, Đại Ca Thay đã xuất hiện. Ngay lần đầu gặp tên du đãng nổi danh Sài Gòn đã bị đôi mắt đa tình của Lệ Hải đánh gục. Cả hai cuốn lấy nhau và Lệ Hải đã tự nguyện hiến thân cho thần tượng. Có lẽ cô sợ sẽ đánh mất cơ hội trở thành người tình của ông vua không ngai trong thế giới ngầm. Chứng kiến cảnh người trong mộng thuộc về kẻ khác, nhưng sợ uy danh của Đại Ca Thay, Đức Raymond chỉ biết trách mình ngu dại, mà không biết đây là một phần trong kế hoạch dài hơi của nữ quái. Khi địa vị và danh tiếng đang nổi, Lệ Hải liền tận dụng ngay cho phi vụ đầu tiên để lấy số má. Ỷ mình giàu có và thế lực, Hoàng Kim Lân, biệt danh là Âu Dương, con của ông vua Kẽm Gai, kiêm thượng nghị sĩ, tỷ phú Hoàng Kim Quy. Nếu phải lòng vũ nữ nào là hàng đêm vũ trường đó đóng cửa, không tiếp khách, mà chỉ tiếp công tử cùng vũ nữ đó. Tại vũ trường trên đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, quận 1, Hoàng Kim Lân đang ngồi thưởng thức điệu nhảy của mỹ nhân Thùy Châu, thì bất ngờ Lệ Hải cùng đàn em xông thẳng vào. Biết Lệ Hải từng là người tình Đại Ca Thay, nên nhóm bảo vệ không dám ngăn chặn mà lễ phép cúi đầu chào. Vào bên trong thấy Thùy Châu đang hát, Lệ Hải đi tới giật chiếc micro vứt xuống sàn, rồi nhảy tót lên bàn Hoàng Kim Lân ngồi, nhếch môi cười đều. Sau đó ả bắt quản lý vũ trường đưa hóa đơn tính tiền của công tử họ Hoàng ra để dàn mặt. Tối mai mày không đưa tao gấp 3 số tiền trong hóa đơn này thì xem như mày và con nhỏ này không còn tồn tại ở thành phố này nữa. Nói xong thì ngoắt tay cùng đám lâu la rút lui. Thùy Châu sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu. Bản thân Hoàng Kim Lân phần sợ cái uy của Lệ Hải, phần thương Thùy Châu, nên hôm sau nhờ Thanh Dỗ và Marie Paul đem tiền đưa cho nữ quái. Sau phi vụ này, tiếng tăm của Lệ Hải nổi như cồn. Từ đó, danh sách các ca ve có tiếng hoạt động ở vũ trường ở Sài Gòn đều phải đóng hụi chết hàng tháng. Ngoài ra, thủ đoạn dàn mặt của Lệ Hải với đối phương hết sức tàn bạo. Để bảo kê vũ trường này, Lệ Hải gặp mặt và yêu cầu Ngọc Hạnh, chủ vũ trường ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, hàng đêm phải đưa cho mình một số tiền trên trời. Nghe Ngọc Hạnh năn nỉ giảm bớt xuống vì mình không có khả năng, thì Lệ Hải trợn mắt nói: "Vậy tối nay tao tặng mày món quà." Nói là làm, ngay đêm đó, một chiếc xe hơi đời mới chậm chậm đỗ trước vũ trường đón Ngọc Hạnh, thì bất ngờ hai thanh niên lao tới tặng cô nhiều vết dao lam trên mặt. Bạn trai của vũ nữ này cũng bị đàn em Lệ Hải dần cho một trận. Từ đó mỗi khi Lệ Hải tới vũ trường nào là các má mì vũ nữ tự động đem tiền tới nhét vào túi thị. Lệ Hải còn bắt tay với Minh Đen thực hiện vụ cướp 4 triệu tiền mặt vàng, tương đương 200 cây vàng thời đó. 50 chiếc nhẫn hồ xoàn, có cái lên tới 8 carat ở đền Sòng Sơn. Sau khi Minh Đen xa lưới, Lệ Hải kết hợp với bình Toyota thực hiện vụ cướp xe hơi táo tợn. Bằng sắc đẹp của mình, Lệ Hải giả vờ làm quen với các đại gia, rồi dụ họ lái xe hơi tới những nơi vắng vẻ để đồng bọn ra tay cướp. Theo giới giang hồ, sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, Lệ Hải lấy một thiếu tá chế độ cũ rồi xuất cảnh. Trong một lần ân ái, ông này bị thượng mã phong và Lệ Hải một mình lầm lũi trong chuỗi ngày cô độc ở Anh. Phúc Bồ tổ chức nhiều vụ đâm thuê chém mướn. Năm 1994, chợ Đồng Xuân bị cháy, mọi hoạt động của tiểu thương ở đây phải chuyển sang khu vực chợ tạm Phùng Hưng. Khi đánh hơi thấy Khánh Trắng lăm le muốn chiếm khu vực của mình, Phúc Bồ đã có một nước đi táo bạo, được cho là cao cờ hơn Khánh Trắng. Trong băng nhóm của Phúc Bồ, chuyện Dương Tử Anh được bà trùm ưu ái, trao gửi tình cảm riêng tư và đưa lên làm phó tướng của nghiệp đoàn bốc xếp thì ai cũng biết. Nhờ có phó tướng tài ba cùng với đám đệ tử thân tín, băng nhóm của Phúc Bồ nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ. Có được Dương Tử Anh, Phúc Bồ như hổ mọc thêm cánh. Đặc biệt trong những phi vụ đụng độ, thanh toán với các băng nhóm khác, bà trùm thậm chí không cần ra mặt.
Với khí thế ào ào cùng đội quân hùng hậu, Phúc bắt đầu tung đòn dằn mặt để thị uy và tranh giành lãnh địa. Trong những lần bành trướng địa bàn, bảo vệ lãnh địa, băng nhóm của Phúc Bồ đã đụng độ với rất nhiều băng nhóm khác. Đáng kể nhất là những cuộc huyết chiến với băng nhóm của ông trùm Khánh Trắng, đối thủ đáng gầm nhất với băng Phúc Bồ. Cuối năm 1993, Dương Tử Anh và đám đàn em đã có trận chiến nảy lửa với nhóm của Khánh Trắng. Sau nhiều lần đụng độ chưa phân định cao thấp, đích danh Dương Tử Anh đã ra tay để bảo vệ danh tiếng cho người tình. Hôm đó, khi phát hiện hai cánh tay chủ lực thân tín nhất của Khánh Trắng xuất hiện tại khu vực chân cầu Long Biên là Triệu Con và Thắng Chố, Tử Anh đã cầm dao truy đuổi và chém hai đàn em của Khánh. Bị phục kích bất ngờ, Triệu Con và Thắng Chố phải bỏ chạy. Có nhiều tiền trong tay, Phúc Bồ còn tổ chức nhiều vụ đâm thuê, chém mướn, bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền. Ngoài ra còn tổ chức các vụ đòi nợ thuê, dàn xếp các mâu thuẫn mà thực chất là cướp hoặc là cưỡng đoạt tài sản của công dân với lệ phí từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng một vụ. Điển hình có vụ đòi lại tiền trắng trợn như Phúc Bồ mua ô tô mới. Không may xe bị tai nạn giao thông dẫn đến hỏng. Thì ta sai đàn em mang đến chỗ mua để trả lại xe và bắt ép họ phải đưa lại tiền bằng thủ đoạn đe dọa khốc liệt. Dung Hà, kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất cảng. Mối tình đầu của Dung Hà là Hùng Chim Trích ở Chợ Sắt. Khi dính vào ma túy, bản lĩnh Hùng Chim Trích trở nên thấp hèn, quay quắt anh em để lấy tiền hút trích. Hình ảnh Hùng mờ dần trong tâm trí Dung Hà, kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất cảng. Không việc gì mà nữ giang hồ không dám làm. Từ đòi nợ thuê, thanh toán theo đơn đặt hàng, bôi số các ông trùm, kể cả cướp ngục tử tù. Sau khi rời bỏ Hùng Chim Trích, Dung Hà chạy theo tình yêu với Hùng Cốm, một đại ca có hình thức như một tài tử điện ảnh. Cặp đôi này hoạt động rất ăn ý và nhanh chóng đẩy những đại ca của các băng nhóm khác xuống vị trí đàn em. Một lần xuống tay làm chết người, Hùng Cốm phải lãnh án tử hình. Quyết tâm cứu người tình, Dung Hà lên kế hoạch cướp tù nhưng bất thành. Theo một đại ca kể lại, kế hoạch của Dung Hà được tính toán kỹ trong cả tháng trời. Bọn chúng định tuồn một quả lựu đạn giấu trong gói quà tiếp tế để gửi vào trại giam cho Hùng Cốm. Lựa thời điểm Hùng Cốm sẽ dùng lựu đạn, cướp khóa, khống chế quản giáo, tháo thân. Hàng chục xe máy, công nông, xe thổ sẽ có nhiệm vụ cản đường tại những trục chính đã được tính rằng xe công an có thể rượt đuổi. Hùng Cốm chạy ra bờ biển, xuồng nhỏ xuồng lớn phục sẵn tại các điểm hẹn sẽ đưa kẻ đào tẩu đến phao số 0 và đi Hồng Kông. Dù không cứu được người tình, nhưng Dung Hà đã khiến tất cả những tên côn đồ đất cảng phải cúi đầu, bởi không chỉ vì lá gan, mưu sâu mà cả vì là liệt nữ hành hiệp trọng nghĩa hơn bất cứ một đại ca nào. Sau khi triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm có tổ chức, năm 1995, Công an Hải Phòng bắt Dung Hà về tội tổ chức đánh bạc và lãnh án 7 năm tù giam. Tháng 9 năm 1998, sau khi được ân xá về địa phương, Dung Hà tập hợp, cầm đầu một băng nhóm tội phạm gồm các tên đàn em nổi tiếng như Hải Hấp, Quân Béo, Minh Sứt, chuyên tổ chức các hoạt động cờ bạc, bảo kê tại Hải Phòng và một số địa phương khác. Ngày 2 tháng 10 năm 2000, Dung Hà tử vong do bị đối thủ ám sát. Dân giang hồ tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hải Phòng, coi cái đêm mà Dung Hà bị bắn là một đêm lịch sử. Thậm chí cho tới tận ngày nay, người dân đất cảng vẫn coi đám tang Dung Hà là có 102 cả về mức độ hoành tráng lẫn số người tham gia. Đám tang của Dung làm người ta liên tưởng đến đám tang trong tiểu thuyết của các bố già mafia trên thế giới. Rất nhiều nhà sư, thầy cúng được mời đến đám tang để cầu siêu cho Dung Hà. Dọc con phố Tràng Trình, vào nơi tổ chức đám tang tại nhà Dung, cánh đàn em đứng thành hai hàng dọc, mặc đồng phục đen. Người đến đưa tang đều trong trang phục vest đen, cài hoa hồng trắng ở ngực, mắt đeo kính đen, đi trên xe ô tô cũng màu đen, chỉ vòng hoa là trắng. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phóng sự tiếp theo.